7 bệnh viện của Việt Nam vừa nhận được chứng nhận chuẩn điều trị kim cương của Hội đột quỵ thế giới. Đây là giải thưởng danh giá, chứng nhận cho chất lượng cấp cứu, điều trị đột quỵ não cho bệnh nhân của mỗi bệnh viện. Và để đạt được chứng nhận này thì các cơ sở y tế phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Chưa kể đến chứng nhận này không có hiệu lực vĩnh viễn. Hội đột quỵ thế giới sẽ đánh giá chất lượng theo từng quý nếu đủ tiêu chuẩn mới được cấp lại. Và đây cũng là thông tin cuối của y tế trong ngày hôm nay. Khi có một bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ đến cấp cứu, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ngay lập tức khởi động kíp cấp cứu đột quỵ, bao gồm các y bác sĩ đa chuyên khoa. Nhờ được cấp cứu và xử trí sớm, nhiều bệnh nhân đã được điều trị hiệu quả, hồi phục tốt. Tác phong ở trên bệnh viện làm việc rất là chuyên nghiệp, thứ hai là tận tình với bệnh nhân, thứ ba là rất là khoa học. Tức là mỗi người một công một việc mà chúng tôi làm những thủ tục thì thấy là rất là nhanh gọn để chuyển vào cái bên trong. Chẳng hạn như ngay ở cái tuyến cấp cứu là đã đưa ra cái phương án là CT cắt lớp sọ não để cho biết nhanh được cái vấn đề của bệnh nhân. Khởi động luôn cái kíp can thiệp, kíp cấp cứu đột quỵ ở trong bệnh viện bao gồm có khoa cấp cứu, các bác sĩ và điều dưỡng ở khoa cấp cứu, các bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh, lên trung tâm xét nghiệm và các bác sĩ ở khoa đột quỵ. Thì bệnh nhân sau khi nhận diện đột quỵ cấp thì đã được chuyển vào phòng chụp CT. Các bác sĩ ở cấp cứu sẽ liên hệ với bác sĩ đột quỵ qua điện thoại và các bác sĩ đột quỵ xuống đó khám. Trong quá trình mà chờ chụp phim CT hoặc là phim MRI sọ não thì sẽ trao đổi luôn với gia đình về vấn đề tình trạng bệnh của bệnh nhân. Nếu là đột quỵ giờ sớm thì mình có thể làm cái gì? Khi mà có kết quả CT sọ não chuẩn đoán là đột quỵ cấp thì sẽ đưa bệnh nhân vào khoa đột quỵ để tiến hành dùng thuốc tiêu sợi huyết và can thiệp mạch luôn để đảm bảo cái thời gian nhanh nhất có thể. Sau khi mà dùng thuốc tiêu sợi huyết và can thiệp mạch xong ấy thì sẽ đưa bệnh nhân về khoa đột quỵ để điều trị và chăm sóc tích cực trong vòng 24 đến 48 giờ để đảm bảo theo dõi và phục hồi bệnh nhân sau đột quỵ tốt nhất có thể. Trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hơn 2.000 bệnh nhân đột quỵ, trong đó 75% bệnh nhân được tiêu sợi huyết có thời gian dùng thuốc kể từ lúc nhập viện dưới 60 phút, 75% bệnh nhân can thiệp lấy huyết khối có thời gian bắt đầu can thiệp kể từ lúc nhập viện dưới 120 phút. Đây cũng là những tiêu chí khắt khe để bệnh viện đạt được chứng nhận chuẩn điều trị kim cương của Hội đột quỵ thế giới. Đây là một trong ba cái giải thưởng cao quý nhất của đột quỵ trao tặng. Trong đó Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng của tôi đã nhận cái giải thưởng kim cương là giải thưởng cao nhất trong ba giải thưởng này. Cũng khẳng định lại là những bệnh nhân đột quỵ cần phải rất nhanh chóng và khẩn trương xử lý kịp thời. Thì đây là một trong những cái giải thưởng này chứng tỏ rằng là cái khoa đột quỵ, đơn vị đột quỵ của tôi làm rất khẩn trương và tỷ lệ tái thông rất là nhanh. Các bác sĩ cũng cho biết hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 10 đến 15 bệnh nhân. Khi thời tiết giao mùa, lượng bệnh nhân thường có xu hướng tăng, nhiều trường hợp nặng và nguy kịch. Trong khi đó, đối với bệnh nhân đột quỵ, việc được cấp cứu càng sớm sẽ càng giúp giảm thiểu tổn thương não bộ, đặc biệt với những trường hợp bị đột quỵ do huyết khối. Do đó, việc các cơ sở y tế đạt được chuẩn kim cương trong điều trị có ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh. Thường cái thời gian trung bình mà để chuẩn đoán bệnh nhân từ lúc bệnh nhân nhập viện đến chuẩn đoán được bệnh nhân là đột quỵ, chúng mình sẽ mất khoảng tầm 15 đến 20 phút để chuẩn đoán ra là bệnh nhân là đột quỵ thể nhồi máu. Sau đấy thì sẽ mất khoảng từ cho 20 đến 30 phút để có thể dùng thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân và can thiệp mạch. So với các cơ sở y tế khác theo thống kê thì cái thời gian ở Bệnh viện Việt Tiệp thì tương đương với các trung tâm y tế khác và thậm chí là tương đương với các bệnh viện lớn ở trên trung ương. Bởi vì đột quỵ nó liên quan rất nhiều khoa, do vậy là lãnh đạo bệnh viện đã ngồi họp với các chuyên khoa liên quan đến bệnh nhân đột quỵ làm sao mở cái hành lang thông thoáng để tiếp đón bệnh nhân đột quỵ, giảm cái thời gian nhanh nhất, gọi là làm cho gọi tiêm thuốc bệnh nhân vào người nhanh nhất có thể. Thì hiện nay tất cả các khoa trong bệnh viện thực hiện rất nhuần nhuyễn là khi bệnh nhân đột quỵ vào. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ. Đáng nói chỉ có 21% số người bệnh vào viện cấp cứu trong thời gian vàng, 52% người bệnh đến cấp cứu qua thời gian vàng để sử dụng các phương pháp điều trị tái tưới thông mạch máu như dùng thuốc tiêu huyết khối, can thiệp lấy huyết khối. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo khi thấy người thân có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như đột ngột xuất hiện méo miệng, nói khó, yếu tay chân một bên, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.